Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mình khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xung đột ở Trung Đông có ảnh hưởng tới nguồn cung vũ khí của Israel cho Việt Nam. Bộ binh và xe tăng Israel bắt đầu tấn công bên trong giải Gaza. Israel cho biết bộ binh và xe tăng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công ở bên trong giải Gaza ngày 13 tháng 10 thông báo đầu tiên về việc chuyển từ chiến tranh trên không sang các hoạt động trên bộ để tiêu diệt các chiến binh hamas một tuần sau cuộc tàn sát của hamas ở miền nam israel một số cư dân gaza đã bỏ nhà cửa đi di tản hôm 13 tháng 10 để thoát khỏi con đường tấn công dữ dội của Israel, sau khi Israel ra lệnh cho hơn một triệu người phải rời khỏi nửa phía bắc của dải Gaza trong vòng 24 giờ, còn Hamas thì bảo họ chớ có đi. Phát ngôn viên quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hawkeri cho biết quân đội được xe tăng yểm trợ và tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các đội kết của Palestine và tìm kiếm thông tin về vị trí của các con tin. Báo cáo chính thức đầu tiên của lực lượng trên bộ ở dại Gaza kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Hàng nghìn cư dân có thể được nhìn thấy trên các con đường hướng ra phía bắc dại Gaza nhưng không thể kiểm đếm số lượng và nhiều người khác nói rằng họ sẽ không đi. Hamas lực lượng kiểm soát vùng lãnh thổ đông dân của người Palestine thề sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Và quân đội Israel cho biết một số lượng đáng kể người dân Gaza đã bắt đầu di chuyển về phía nam để tự cứu mình. Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác cảnh báo về thảm họa nếu có quá nhiều người buộc phải di tạm. Ủy ban chữ thức đỏ quốc tế cho biết các tổ chức viện trợ sẽ không thể hỗ trợ trong lúc Gaza đang bị Israel bao vây lệnh sơ tán của Israel áp dụng cho nửa phía bắc của giải Gaza, bao gồm cả khu định cư lớn nhất của thành phố Gaza. Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã được thông báo rằng Israel muốn toàn bộ dân số trong khu vực, khoảng một nửa trong số 2,3 triệu người Gaza di chuyển qua vùng đất ngập nước Gaza Wadi, nơi chia đôi vùng đất này. Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống chính quyền Palestine, đối thủ của Hamas nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Jordan rằng vụ việc buộc người Palestine ở Gaza phải rời đi sẽ lặp lại năm 1948 khi mà hàng trăm nghìn người Palestine chạy trốn hoặc bị đuổi khỏi nơi ngày nay là Israel. Hầu hết thì người dân tại giải Gaza là hậu duệ của những người tị nạn như thế. Gaza đã là một trong những nơi đông đúc nhất trên thế đất và hiện tại không có lối thoát Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn và Ai Cập, quốc gia cũng có biên giới với khu vực này. Cho đến nay thì vẫn từ chối lời kêu gọi mở cửa cho cư dân chạy lánh nạn. Xung đột Trung Đông có ảnh hưởng tới nguồn vũ khí của Israel cho Việt Nam hay là không? Và kể từ khi Việt Nam và Israel ký kết biên bản ghi nhớ quốc phòng vào năm 2015, quốc gia Trung Đông trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn thứ hai cho quốc gia Đông Nam Á chỉ sau Nga theo báo cáo của iiss israel là nhà cung cấp quốc phòng quan trọng thứ hai của việt nam israel là một trong số ít quốc gia tích cực chuyển giao công nghệ quân sự sản xuất vũ khí hiện đại cho việt nam trong khi hà nội tiến hành hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh có những lo ngại về sự gia tăng quân sự của trung quốc trong khu vực khi cuộc xung đột giữa israel và hamas bất ngờ nổ ra vào cuối tuần trước thì Việt Nam nói rằng họ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang ở khu vực Gaza. Nhóm chủ chiến hồi giáo người Palestine đã phát động cuộc tấn công và được xem là lớn nhất trong vòng 50 năm qua, nhắm vào Israel hôm 7 tháng 10, khiến quốc gia người Do Thái phải tuyên bố chiến tranh và tiến hành các cuộc không kích trả đũa kể từ đó cho đến nay. Đối với Việt Nam thì đây là một diễn tiến không mong muốn. Giáo sư Zachary Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ nói Israel rõ ràng là một đối tác kinh tế rất là quan trọng và ngày càng là một đối tác quan trọng về thiết bị quân sự đối với Việt Nam. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do FTA với Israel hồi tháng 7 năm nay trong đó thì hai bên kỳ vọng thương mại hai chiều sẽ tăng trưởng vượt bậc để đạt mức 3 tỷ đô la Mỹ và hơn nữa thì trong thời gian tới hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm tới. Đến kịch đó từ năm 2018 thì Việt Nam và Israel đã bắt đầu tiến hành các cuộc đối thoại chính sách quốc phòng, trong đó thì hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Israel được xem là một nhà cung cấp thiết bị quân sự quan trọng khi Việt Nam tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Nga, quốc gia hiện đang cung cấp phần lớn vũ khí cho Hà Nội. Theo các nhà phân tích thì Israel có thể cung cấp các loại vũ khí tương thích với hệ thống của Nga. Việt Nam nằm trong nhóm các nước mua vũ khí nhiều nhất của Israel trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm. Việt Nam đứng thứ 5 sau Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines và Mỹ về lượng vũ khí nhập từ Israel với tổng trị giá 180 triệu đô la trong giai đoạn kể trên. Hệ thống tên lửa phòng không Spider là một trong những loại vũ khí Việt Nam nhập từ Israel sau khi ký MOU về quốc phòng năm 2015, theo Haaretz, nhật báo uy tín nhất ở Israel. Việt Nam mua hệ thống Spider với giá 600 triệu đô la trong hợp đồng quân sự lớn nhất chưa từng có giữa hai nước. Tờ báo này dẫn một số nguồn tin trong ngành nói rằng Israel đã ký kết được hợp đồng trị giá 1,5 tỷ đô la với Việt Nam, bao gồm có vũ khí và cả thiết bị do thám điện thoại cho Bộ Công an Việt Nam. Thông tin về ngành quốc phòng và an ninh Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, Lực lượng hải quân Việt Nam sử dụng vũ khí Israel nhiều nhất trong quân đội Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2018, Việt Nam được cho là đã mua một số lượng lớn tên lửa dẫn đường, radar và máy bay tên lửa không đối không từ Israel. Đơn hàng đáng chú ý nhất gần đây là chính phủ Việt Nam Mua từ Israel đó là máy bay không người lái Heron 1 trong hợp đồng trị giá 160 triệu đô la được ký vào năm 2018. Việt Nam tăng cường mua vũ khí trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt khi mà Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực và gây hấn trên biển Đông. Và để tránh phụ thuộc vào vũ khí của Nga, Việt Nam đã bắt đầu đa dạng nguồn cung thiết bị quân sự của mình bởi theo các nhà phân tích thì các nguồn cung đa dạng sẽ giúp cho Việt Nam tối đa hóa khả năng phòng thủ của mình. Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine được cho là đã đẩy nhanh quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc vũ khí Nga của Việt Nam, theo các nhà quan sát. Và lúc đỉnh cao khoảng 80% vũ khí mà Việt Nam có từ Liên bang Xô Viết hoặc là Nga và sự phụ thuộc đó khiến cho Việt Nam rất dễ bị tổn thương giáo sư Abuja hiện đang viết một cuốn sách về quân đội việt nam dự kiến ra mắt vào năm tới nói israel đóng vai trò rất quan trọng trong việc đa dạng hóa quốc phòng của việt nam và không có nước nào được lợi hơn từ việc đa dạng hóa quốc phòng của việt nam như israel theo dữ liệu mà giáo sư Abuja đưa ra, Israel xuất khẩu vũ khí trị giá 1,5 tỷ đô la cho Việt Nam trong thời gian từ 2012 đến 2021. Tại thời điểm này, thì theo vị giáo sư về chiến lược an ninh quốc gia, các hợp đồng mua vũ khí giữa Việt Nam và Israel trị giá khoảng 2 tỷ đô la đang hoặc bắt đầu được đàm phán rõ ràng Việt Nam sẽ lo ngại nếu như mà Israel có bị xa lầy vào một cuộc chiến hay không và liệu họ có thể phát triển vào chuyển giao số vũ khí mà họ đã ký hợp đồng hay là không. Giáo sư Abuja, tác giả của cuốn sách Đổi mới chính trị ở Việt Nam đương đại ra mắt năm 2001 nói: Mọi việc phụ thuộc vào liệu cuộc chiến kéo dài bao lâu giữa Israel và Hamas. Và nếu đây là cuộc chiến kéo dài với nhiều chủ thể hơn thì sẽ khiến cho giới lãnh đạo của Hà Nội bị đau đầu. Như vậy thì hai nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam lớn nhất đó là Nga và Israel thì hiện nay đã bắt đầu bước vào những cuộc chiến. Nga thì đang xa lầy ở, ở Ukraine còn Israel thì vừa mới bắt đầu nhập cuộc vào cuộc chiến tranh với Hồi giáo Hamas. Nếu đây là cuộc chiến kéo dài với chủ thể hơn thì có thể khiến cho lãnh đạo Việt Nam sẽ rất là đau đầu trong tương lai. Tuy nhiên, theo đánh giá của Nguyễn Thế Phương, từng là nhà nghiên cứu quốc phòng của Đại học Quốc gia Việt Nam và hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ không có tác động nhiều tới nguồn cung vũ khí của Israel cho Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Israel không hẳn là về mua bán vũ khí mà còn là chuyển giao công nghệ. Ông Phương từng giảng dạy tại khoa Quan hệ quốc tế tại Đại học Kinh tế và Tài chính thành phố Hồ Chí Minh nói: "Cuộc chiến Israel Hamas nếu như nó dừng lại ở mức độ này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới hợp tác quốc phòng giữa hai nước hay là cả trong tương lai vì mạng hợp tác liên quan tới việc trao đổi chất xám và công nghệ nhiều hơn là mua bán vũ khí." một trong những hợp tác trọng tâm của Bộ Quốc phòng hai nước là dây chuyền sản xuất súng trường của Israel tại nhà máy Z111 ở Việt Nam. Loại súng sẽ được sản xuất Galil ACE 31 trên 32 được cho là sẽ hoàn toàn đáp ứng khả năng đồng bộ hóa vũ khí cho Việt Nam, một quốc gia sử dụng các súng trường tiểu chuẩn của Liên Xô trước đây và có ý định thay thế dần loại súng AK-47 đang dần lạc hậu vũ khí mới và tiên tiến hiện đại hơn hiện nay. Theo đó, thì Israel sẽ dần chuyển giao công nghệ này cho Việt Nam trong tương lai. Truyền thông trong nước gọi đây là cơ hội đi tắt đón đầu cho Việt Nam để làm chủ công nghệ thiết bị quốc phòng. Giáo sư Abuja cũng cho rằng việc sản xuất vũ khí hạng nhẹ được Israel cấp giấy phép cho quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không bình ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở giải Gaza dây truyền đó đang ở Việt Nam và phần lớn những gì Việt Nam đã ký hợp đồng hoặc đang đàm phán với Israel hiện nay đều là những hệ thống rất cao cấp nên không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Giáo sư Abuja nói nhưng cho rằng việc Israel giúp cho Việt Nam nâng cấp 850 xe tăng thời Xô Viết cũ có thể bị chậm lại khi mà Israel phải tập trung tối ưu cho đối nội. Nhà nghiên cứu Bích Trần của viện nghiên cứu chiến lược quốc tế csis cũng nhận định rằng cuộc xung đột ở trung đông sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung quân sự của israel cho việt nam theo bà bích trần thì người có nghiên cứu về an ninh quốc phòng việt nam khả năng quân sự của israel vượt xa hamas và khó có khả năng hamas sẽ nhận được sự hỗ trợ quân sự rõ ràng từ các nước khác Israel là đồng minh đặc biệt của Mỹ ở Trung Đông và được hỗ trợ quân sự hàng năm từ Washington, trong khi Hamas là một lực lượng dựa chủ yếu vào nguồn tài trợ từ nước ngoài. Theo đánh giá của New Witch, Israel kiểm soát bầu trời và chiếm ưu thế lớn ở trên biển. Trên VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Quốc phòng Việt Nam về tác động khả dĩ của cuộc chiến Trung Đông tới nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và hiện đại hóa quân đội Việt Nam. Dù Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Nga, hiện đang xa lầy trong chiến cuộc chiến ở Ukraine và Việt Nam thì vẫn là có nhiều lựa chọn khác như là Ấn Độ, Nhật Bản hay Hàn Quốc cho chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để không phụ thuộc vào một nước theo các chuyên gia. Việt Nam cũng đang mua nhiều từ Ấn Độ, và Ấn Độ cũng đã cung cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam để giúp đỡ trợ giá, giáo sư Abuja nói. Do đó Ấn Độ cũng đang đóng một vai trò lớn hơn. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đang được thúc đẩy mạnh mẽ trong những năm qua. Trong bối cảnh mà cả hai nước đều quan ngại trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, Ấn Độ đang cung cấp gói tín dụng 500 triệu đô la cho Việt Nam để triển khai các dự án quốc phòng. Bên cạnh đó thì chiến lược hiện đại hóa hệ thống quốc phòng của mình ra khỏi các thiết bị từ thời Liên bang Xô Viết cũ bằng cách tiếp nhận chuyển giao công nghệ để tự sản xuất vũ khí, khí tài được xem là một bước đi đúng đắn của Việt Nam. Israel giống như Ấn Độ có kinh nghiệm trong việc chế tạo và trong đó thì tích hợp cả công nghệ của Nga và công nghệ của châu Âu vào chung một hệ thống vũ khí, ông Phương nói, kinh nghiệm đó giúp ích cho Việt Nam rất là nhiều trong quá trình hiện đại hóa lực lượng quốc phòng, hiện tại khi mà Việt Nam muốn duy trì cái lõi và vũ khí của Nga Xô, nhưng bên cạnh đó từ từ thích hợp các loại vũ khí công nghệ của phương Tây. Những công nghệ này theo ông Phương thì có thể giúp cho Việt Nam vừa duy trì được khả năng sản xuất vũ khí cũ, vừa giúp cho Việt Nam tạo ra những loại súng mới đó là cái quan trọng nhất trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Israel, ông Phương nói. Cho nên cuộc chiến Israel-Hamas sẽ không thay đổi nhiều hợp tác này bởi vì các công nghệ đó là chất xám, là con người nhiều hơn vũ khí. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi